Chiên ha, mang về là con Kubota V2403, con này đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Em bắn sờ cái em đồ máy cho quán cho em tham khảo luôn. Sẵn gửi video cho ông anh ông xem luôn ha. Có mà ông điện hỏi mua. Con này xuất sắc luôn á. Con này nguyên zin nha quán chị em. Đấy. Hàn Quốc đi. Chặt chặt đây cho sạch luôn không? Nền nè. Chặt sạch dưới nền, chặt sạch dưới nền gạch cho sạch luôn. Ừ. Rồi đề máy. Quốc. Đề máy cho quán chị em tham khảo thấy ok ủng hộ giùm em ha. Con này thì giá cũng mềm các quán chị em ơi. Giá ba mấy cành. Đấy. Con này xuất sắc luôn. Nguyên zin nguyên bản. Đấy. Quá êm. Gió không? Thơm quá vậy mà. Con gái kìa. Quá êm. Chụp ấm hơn coi. Rồi, thông báo. Rồi, các bác chị em nào có hài lòng động cơ này thì em bán 35 triệu các chị em ha. 35 triệu cho một cuộc tình. Bao nguyên zin nguyên bản. Con này mất tiêu có tem nữa nha. Mất cái tem nha. Rồi, cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Xin chào. Hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.